Đây là video quay lại cảnh tượng đau lòng khi màn đêm buông xuống khu dân cư gần chợ Đại Thạch Kiều trên quốc lộ 107 ở thành phố Trác Châu, ngập trong nước, nhiều nơi chỉ còn trơ lại mái nhà, có thể nghe thấy tiếng cứu mạng kêu liên tục. Người quay video nói, có rất nhiều người cầu cứu nhưng lực lượng cứu hộ vẫn chưa đến. Còn video này cho thấy nhiều loại cây trồng bị đổ, nước ngập đến tận ngọn cây. Mưa lũ đang hoành hành, rất nhiều khu vực trọng yếu của Trung Quốc đang bị lũ nhấn chìm, nhất là ở Hắc Long Giang và Hà Bắc. Đất canh tác hoàn toàn bị ngập trong nước, vụ mùa năm nay xem như mất trắng. Điều đáng nói là cách đây gần một năm, có một nhân vật bí ẩn được cho là truyền nhân của quỷ Cốc Tử đã có những lời nói kỳ lạ có liên quan đến thảm họa này. Dự ngôn của người bán giao nợ về kiếp nạn thần châu đang ứng nghiệm. Tại Trung Quốc, bán giao nợ là một nghề truyền thống bí ẩn, mang nhiều nét văn hóa dân gian. Người bán giao nợ tương đối xa lạ với giới trẻ ngày nay. Nhưng thế hệ lớn tuổi đều ít nhiều biết rằng thế gian thực sự có những người như thế. Dân gian truyền tai nhau rằng những người bán giao nợ đều là truyền nhân của quỷ Cốc Tử. Trước mỗi một sự kiện lớn xảy ra, họ đều xuất hiện dưới hình thức bán giao nợ thông qua hình thức này để cảnh báo thế nhân. Họ thường đi vào các bản làng, mang theo gánh đồ, bên trong là những loại dao kéo như liềm, kéo, dao. Khi gánh thì lấy vải đen quay kín, rất ít người biết được trong gánh là thứ gì. Nếu ai đó hỏi thì họ nói đó là đá mài và không nói thêm lời nào. Phương thức giao dịch của họ cũng rất đặc biệt. Sau khi đưa dao cho người mua, họ sẽ ghi tên và địa chỉ người mua vào một cuốn sổ, không thu tiền ngay mà sẽ để lại những lời tiên đoán. Đến khi những lời nói đó thành sự thật thì mới đến thu tiền. Những nhân vật bí ẩn này đã từng xuất hiện vào thời nhà Tống, nhà Thanh và những dụ ngôn của họ đều ứng nghiệm rất chính xác. Gần đây nhất, vào đầu tháng 11 năm 2022, trên đường phố tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, một nam thanh niên bất ngờ gặp được một người bán giao nợ. Đó là một người đàn ông mặc chiếc áo vải cũ. Ông ta chủ động giới thiệu giá của con dao trên tay, nói rằng mình có hai con dao tốt, một con giá 50 tệ và một con giá 90 tệ. Kỳ lạ là ông không yêu cầu người thanh niên thanh toán tiền, mà chỉ cần viết một tờ giấy nợ là được. Trước khi rời đi, ông đã nói một câu như sau. Khi giá gạo tăng lên 8 nhân dân tệ và giá ngô tăng lên 50 nhân dân tệ, lúc đó tôi sẽ đến tìm cậu để lấy tiền. Sau khi đoạn video được công bố, một lần nữa đã giống lên hồi chuông cảnh báo về cuộc đại khủng hoảng lương thực. Một số người bắt đầu lo lắng về giá cả thực phẩm cơ bản, thậm chí cơm cũng ăn không đủ no. Nhưng không ai ngờ rằng lời nói kia lại ứng nghiệm sớm như thế. Vụ lúa Trung Quốc đang chìm trong lũ. Từ cuối tháng 7 năm 2023, siêu bão Dosukri càn quét gây mưa xối xả khiến hơn 1 triệu người phải sơ tán. Ít nhất 30 người đã thiệt mạng ở ngoài ô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc gần đó. Xa hơn về phía Bắc ở tỉnh Hắc Long Giang lân cận, một số con sông cung cấp nước tưới cho các cánh đồng màu mỡ của tỉnh này đã tràn bờ, nhấn chìm các đồng lúa, phá hủy các nhà kính trồng rau và làm hư hỏng các nhà máy. Trên toàn tỉnh Hắc Long Giang, 25 con sông khác đang vượt quá mức cảnh báo và có nguy cơ vỡ bờ. Tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, hơn 90.000 hectare cây trồng bị ảnh hưởng do nước lũ. Tại thành phố Thượng Chí, hơn 42.575 hectare cây trồng đã bị phá hủy. Nhiều ngôi làng và diện tích đất nông nghiệp rộng lớn cũng bị ngập lụt ở thành phố Vũ Xương, một thành phố sản xuất lúa gạo lớn khác ở Hắc Long Giang. Không chỉ mưa lũ, Trung Quốc còn vừa trải qua đợt nắng nóng và hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, gây ra tình trạng thiếu điện trên diện rộng và làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm và công nghiệp. Sự việc nghiêm trọng đến mức vào tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng nhấn mạnh nông nghiệp là nền tảng của an ninh quốc gia. Ông đã nói một câu như sau, một khi nông nghiệp gặp trục trặc, bát cơm của chúng ta sẽ nằm trong tay người khác và chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào người khác để có thức ăn.
làm sao mà chúng ta có thể đạt được hiện đại hóa trong trường hợp đó? Nói đến đây, người ta lại nhớ đến lời của người bán giao nợ vào hơn 8 tháng trước. Khi giá gạo tăng lên 8 nhân dân tệ và giá ngô tăng lên 50 nhân dân tệ, lúc đó tôi sẽ đến để lấy tiền. Chẳng phải lời này đang bắt đầu ứng nghiệm rồi sao? An ninh lương thực tại Trung Quốc thực sự đang là một vấn đề nan giải. Trên thế giới, từ đầu năm 2023 đến nay, hàng chục quốc gia cũng đã hạn chế xuất khẩu lương thực và ngũ cốc để đối phó với tình trạng tăng giá toàn cầu. Đặc biệt Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đã chính thức cấm xuất khẩu gạo trắng vào ngày 20 tháng 7. Tính đến nay, quốc gia này vẫn đang siết chặt toàn bộ các hoạt động xuất khẩu gạo, chưa có dấu hiệu nới lỏng khiến giá gạo và một số thực phẩm trên toàn cầu có xu hướng đang ngày càng tăng. Khóc cạn nước mắt vì Đảng Cộng sản Trung Quốc cố tình gây họa. Ngay từ những ngày đầu tháng 5 năm 2023, mưa lớn đã làm các cánh đồng lúa mì ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam bị đổ ngã, ngập trong nước, rất nhiều hạt đã bắt đầu nảy mầm, nghĩa là đã không thu hoạch được nữa. Nhưng nếu vài ngày trước đó, cảnh sát Trung Quốc không làm khó, thì hàng trăm chiếc máy gặt đã có thể đến đây kịp thời. Những người nông dân cũng đã không phải khóc không ra nước mắt như thế này. Theo những hình ảnh và video được cư dân mạng đăng tải, cảnh sát giao thông ở thành phố Nam Dương đã lấy thước dây để đo từng chiếc xe tải chở máy gặt. Sau đó kết luận là những chiếc xe này chở quá khổ, quá chiều cao cho phép và quá tải trọng. Sau khi cân, cảnh sát còn cáo buộc các tài xế xe tải là không xin giấy phép hoạt động liên địa phận theo quy định khi đưa máy gặt từ nơi khác vào thành phố Nam Dương. Đây là hoạt động trái phép nên không được phép thông hành. Trong khi đó, những năm trước, các loại xe cơ giới này đều được lưu thông bình thường. Thời điểm này quan trọng như vậy, hàng chục ngàn hecta lúa mì đang cần thu hoạch gấp thì lại bị chính quyền gây khó dễ. Người dân đứng giữa cánh đồng chỉ biết nhìn mà khóc, họ xem như đã trắng tay. Theo ước tính, những chiếc máy gặt bị mắc kẹt trên đường cao tốc kia có thể thu hoạch được ít nhất 2.000 hecta lúa mì trước khi có mưa lớn. Đáng nói là, sau khi một số cư dân mạng loan tin máy gặt bị cầm chân trên đường cao tốc, họ đã nhận được tin nhắn từ Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Hà Nam rằng yêu cầu nhanh chóng xóa thông tin mà theo họ là sai sự thật. Nhiều cư dân mạng bức xúc. Trời mưa rồi, lúa mì nảy mầm rồi, chính quyền mới cho máy gặt đi, báo cáo của chính quyền không đáng tin, nhân họa, đúng là nhân họa. Không thu hoạch được ngũ cốc, nếu vào thời cổ đại thì các quan chức đều bị xử trảm rồi. Nhưng nhân họa của người dân Trung Quốc đâu chỉ dừng lại ở đó. Dưới đây vẫn còn một sự thật khiến người nghe chỉ biết lắc đầu ngao ngán, không nói nên lời khi thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục dồn người nông dân đến đường cùng. Cưỡng chế chặt cây trồng lúa. Đầu tháng 5 năm 2023, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc ngăn không cho thu hoạch lúa mì. Đến giữa tháng 5 năm 2023 lại tiếp tục phái hàng chục ngàn nhân viên chấp pháp đi đến các vùng nông thôn rộng lớn của Trung Quốc để thực thi việc tuân thủ các yêu cầu mới nhất của chính quyền về mở rộng sản xuất ngũ cốc. Đáng nói là gì? Cái gọi là đội ngũ chấp pháp kia không hề giúp dân. Mượn danh là thi hành nhiệm vụ, các đội quản lý nông nghiệp lặn lùn chặt đốn, phá bỏ rất nhiều loại cây trồng của nông dân. Từ cây lâm nghiệp ăn quả, thậm chí là cỏ xanh đầm sen, vườn sinh thái, tất cả đều bị san bằng để trồng lúa. Các video được đăng trên mạng xã hội cho thấy, đội quản lý nông nghiệp đào trốc gốc các mầm rau khỏe mạnh, san bằng các khu vườn, cưa cây ăn quả hoặc săn lùng gia súc mà họ cho là vi phạm những chính sách của chính quyền. Nhiều người than thở về việc ao cá của họ bị lấp đi một cách tàn nhẫn. Số khác cho biết họ bất đắc dĩ phải bán vịt, gà và heo ngay lập tức với bất kể giá cả thế nào. Vì nếu để những cán bộ quản lý kia thấy được thì sẽ mất trắng một xu cũng không có. Một số nơi nhận được lệnh phải chặt phá những khu rừng trước đây được trồng trên đất nông nghiệp theo nỗ lực trước đó của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm cải thiện môi trường để chuyển sang trồng ngũ cốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết mục tiêu của chính quyền là đến năm 2030, cả nước phải có ít nhất 1,2 tỷ hecta đất trồng cây lương thực chất lượng cao. Nói về việc cưỡng chế phá bỏ đất sản xuất của người dân, Bắc Kinh tuyên bố rằng chính sách này
là để lấy lại diện tích đất canh tác cần phải có đã bị mất đi do chuyển đổi mục đích và để nâng cao chất lượng đất đang bị suy thoái. Cư dân mạng Trung Quốc tiết lộ, nông dân không những bị cướp phá mà còn phải trả một khoản phí bổ sung hàng năm là 18 nhân dân tệ cho các dịch vụ của những cán bộ này. Một nhân viên nông quản tuyên bố, cái gì quản lý giao thông không kiểm soát được thì chúng tôi kiểm soát, những gì thành quản không thể kiểm soát chúng tôi cũng kiểm soát. Nông quản chúng tôi được ở trên trao quyền xuống, chúng tôi hành động trước giải thích sau. Nghề làm nông, và đặc biệt là trồng trọt ngũ cốc tại Trung Quốc mang lại rất ít lợi nhuận, và nông dân phải chịu gánh nặng từ các quy định và biểu phí phức tạp khác nhau. Họ cũng thường xuyên là nạn nhân của những vụ lừa đảo trắng trợn. Người xưa có câu, Khương Tử Nha mưu lược định càn khôn, xa đau nhân thiết khổ đoán vị lai. Tạm hiểu là Khương Tử Nha mưu lược bình định thiên hạ, xa đau nhân tức chỉ người bán giao nợ, miệng thép đoán tương lai. Qua những sự thật vừa điểm qua phía trên, quả thật là không sai chút nào. Nói đến đây sẽ có người thắc mắc, vì sao lại là mảnh đất Trung Quốc là người dân Trung Quốc gặp họa lớn? Vì sao Tinh Hoa TV phần lớn đều chỉ nói về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc? Quý khán thính giả thân mến, có câu nói rằng, trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ, mọi thứ đều là nhân quả an bài. Trời cao quả thật là đang cảnh tỉnh con người thế gian. Mọi người có thể làm một phép thử nhỏ, bất ngờ hỏi người quen và bạn bè của mình xem rằng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán có nguồn gốc từ đâu và xem câu trả lời của đa số người sẽ là gì. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi hại như thế nào mà khiến một quốc gia hùng mạnh như Mỹ phải kiêng dè trong mấy thập kỷ qua? Ai là người đã khiến cho nền kinh tế toàn cầu lao đao trong suốt 3 năm qua? Rốt cuộc vì sao mọi vấn đề lớn nhỏ trên thế giới khi mổ xảy ra đến chi tiết thì đều liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc? Câu hỏi này, Tinh Hoa TV sẽ cùng mọi người bàn đến trong các video tiếp theo.